ơi, uống sữa này. Chị ăn cho em một uống sữa nhá. Uống đi rồi xíu vô chơi với chị Kobi nhá. Sao vậy? Không muốn uống nữa hả? Không no rồi hả? Thế thôi chị Trang để đây xíu nữa rồi khi nào uống thì chạy vô phòng gọi chị Trang nhá. Vô đây chơi nhá, em ăn vô đây chơi. Tí nào uống sữa thì vô gọi chị Trang nhá.
ra nhờ cô Bi một việc nhé. Nhé, cô Bi cầm cái đồ ăn này vô cho Ali giúp chị Trang nhé. Ok không? Nào, xuống đây nào. Giỏi quá, cô Bi nghe lời ghê á. Cầm vô cho Ali giúp chị Trang nhá. Rồi đi bên kia rồi. À, để chị Trang bọc lại để cho cô Bi cầm đi cho dễ nhá. Đây cho em xuống nào. Rồi đây, cô Bi đây. Cầm xuống cho Ali nhá, giúp chị Trang nha. Cô Bi cầm đi. Đâu rồi nhở? Mon ơi, em ở đâu rồi? Bình sữa còn chưa có uống đây này. Mon ơi, trốn ở đâu ấy nhỉ? Hay là đi chơi ở đâu rồi? Mon ơi, Kobe, em đi đâu á? Sao cơ? Em Mon ở dưới chỗ Ali á hả? Ui, làm chị Trang đi tìm em Mon nãy giờ. Chị Trang biết rồi, thế thôi bây giờ em Kobe ngồi ở đây chơi nhá. Đợi chị Trang một xíu, chị Trang xuống chỗ Ali để bé em Mon lên chơi với Kobe nhá. Kobe ngoan quá. Nào, ngồi đây nào. Ngồi chơi với bông nhá. Chơi với gấu bông đi, đợi chị Trang một xíu. Ôi Mon, sao em nói vậy thế? Không để cho Ali nghỉ ngơi à? Ali ăn đi để mình có sức mà cho Mon bú chứ nhá. Ali cố gắng ăn vào. Đấy. Em để em Kobe, em Mon bây giờ lên trên nhà chơi với Kobe để cho Ali nghỉ ngơi nhá. Không làm phiền Ali nữa nhá.